Tới giờ cả mai
Xin cảm ơn bà Trương Thị Quỳnh Mai và ông đã trân trọng kính mời đoàn tài trợ nha. Bà Rịa Vũng Tàu lên nha. Xin mời ông Nguyễn Văn Bình em ấp Phú Thọ A. Rồi, xin mời quý bà con nào mà có phiếu á, mình sắp một hàng như thế này. Rồi sau đó là ở tổ phát quà nó sẽ phát cho mọi người. Bây giờ mọi người cầm chữ phiếu. Mình cầm biết đây. Mình sắp một hàng nha. Một sắp một hàng khoảng chừng 10 người. Quay rồi chứ không chụp. Cầm phiếu chắc tay bà con. Không có phiếu là không có quà đó nha. Trời trời. Vậy em để vô ngay tay người ta. Trời ơi, để sắp từ 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 từ. Đằng kia nghe. Đề nghị là các bà con cầm phiếu trên tay. Khi mà tổ bưng quà, chúng ta bưng quà đến thì các bà con trao phiếu và nhận lại quà. Rồi. Rồi. Ai cũng có quà, ai cầm tay trên phiếu cũng có quà. Xích qua, xích qua. Em ơi, tụi nó. Xích qua đi à, xích nhiều qua đi, xích nhiều qua đi. Không được rồi, làm gì là lộn rồi. Là làm gì lộn rồi, tới đây đưa lấy phiếu ra. Dạ dạ thì rút phiếu này nè. Xích. Rồi rút cái phiếu lại. Bà con mình nhớ cầm phiếu lên ngay nha. Trời ơi. Phiếu đây nè, phiếu đây nè. Nó cầm micro quen rồi, nó cầm quà cầm nổi đâu. Mày cầm gạo đi để cho nó cầm đi đi. Cái này vô lấy phiếu phát luôn nè. Hai em nhỏ cầm micro mà nay là cái này là về là lên chuột luôn á. Thì cầm hết thôi. Ví dụ như cầm mì ấy thôi, còn người ta cầm giùm bao gạo. Em thích bao gạo đâu, em kêu nhỏ làm. Rồi em cầm mì gói thôi, bao gạo để người ta cầm. Đúng rồi.
bưng hết mình thấy mình có cực nhọc tí xíu không, có đóng góp chứ không. Rồi rồi sao vậy? Rồi rồi, cái